Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 6, 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai cuộc phỏng vấn đặc biệt. Phần đầu là buổi phỏng vấn Phan Lê Dũng do Võ Thanh Nhân thực hiện. Và sau cùng là phỏng vấn bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 1 buổi phỏng vấn Phan Lê Dũng do Võ Thanh Nhân thực hiện. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thanh Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay, một chương trình rất là đặc biệt. Để chúng tôi tìm hiểu về một số những cái tài liệu từ Anh ngữ đã được chuyển sang Việt ngữ. Những cái tài liệu này nó có giá trị trong chiến tranh Việt Nam, nó cũng có giá trị để chúng ta tìm hiểu, để sau này con em chúng ta nếu mà có những tài liệu này cũng có thể là những tài liệu để làm reference, có nghĩa là để mà các em nó cũng muốn viết một cái gì đó về chiến tranh Việt Nam hay muốn biết cái gì đó thì có những cái gốc, những cái nguồn và những cái tài liệu mà các em có thể làm reference được. Đó là lý do mà chúng tôi tiếp xúc với lại anh Phan Lê Dũng. Tại vì anh Phan Lê Dũng thì có nhiều tác phẩm lắm, nhưng mà chúng tôi có trong tay chúng tôi là hai tác phẩm nổi tiếng, đó là Than Hồng Chiến Cuộc và Cuộc Chiến Leo Dốc, là chúng tôi có trong cái tủ sách của SBTNDC. Nhưng mà ngoài ra chúng tôi cũng được biết rằng anh Dũng cũng có dịch cái Gọng Kìm Lịch Sử của Đại sứ Bùi Diễm và một cái cuốn nói về Thiên An Môn. Thì sau đây chúng tôi sẽ tiếp xúc với anh Dũng để mà tìm hiểu, thứ nhất là dịch giả đã trưởng thành lớn lên như thế nào trong cái vấn đề mà chúng ta gọi là cái, chúng ta không nói nó background, nhưng mà chúng ta nói rằng là có những cái thích thú gì mà để đưa đến một cái người dịch những cái tác phẩm nổi tiếng như vậy. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi, xin kính mời quý vị theo dõi. Trước hết xin được kính chào anh Dũng. Chào anh Võ Thành Nhân, chào các độc giả của đài SBTN. Được biết là anh Dũng là một thuyền nhân thì anh Dũng có thể cho biết rằng là anh Dũng vượt biên như thế nào và đến Mỹ ra sao anh Dũng? Thật sự thì lúc mà vượt biên thì tôi chỉ là một người rất là nhỏ. Bà cụ trước khi lên thuyền thì chỉ nói là con có muốn đi hay không? Yeah. Là câu thứ nhất. Và câu thứ hai là nếu mà con chết, con có oán bố mẹ hay không? Chỉ có vậy thôi. Thì tôi trả lời là con muốn đi. Tại vì nếu mà mình không muốn đi thì có thể là em mình hay anh mình hay những người trong gia đình khác, mình không phải là người duy nhất. Thì tôi nói là còn cái chuyện mà chết thì dĩ nhiên chả bao giờ con có oán bố mẹ cả. Yeah. Tại vì mình là người chọn người đi mà. Và cái cuộc hành trình nó như thế nào? Hồi đó thì tôi còn nhỏ cho nên bà cụ giấu hết. Ngày đi cũng không biết nữa. Chỉ có tới ngày hôm đó sáng sớm dậy, xong rồi dậy rất là sớm. Thì bà cụ nói hôm nay còn dậy sớm đi. Bà còn dậy sớm. Con bảo con khấn ông bà. Bà khấn ông bà, hôm nay con lên đường. Thế là hôm trước mình cũng không biết gì hết. Tại vì nhiều khi bà cụ sợ lộ, sợ bị tù rồi liên lụy. Mà mình là một thằng nhỏ nên ta chỉ biết là mình sẽ đi đó. Trong đầu mình cũng là lúc nào cũng chớm chớm ý nghĩ đó, nhưng mà ngày tháng thì không biết và giờ giấc cũng không biết. Thì tới lúc đó có người tới đưa mình đi về rừng xác. Về rừng xác thì lúc mà về gần tới miền quê thì thấy rõ ràng mình là một người khác, tại vì cái đời sống khác, cái cách ăn mặc khác, cái cách nói năng khác. Thì mấy người đó họ về họ nhìn thấy mình họ sợ lắm. Họ bảo chứ tại sao mà làm sao mà có thể giấu được, tại vì thí dụ như màu nước da của mình trắng quá, rồi mình mặc quần đùi cũng phô ra hết đủ hết mọi thứ, thành ra họ cho mình một cái nón lá rồi mặc áo vải bố rồi đi ấy này nọ, rồi đi đâu mình cũng làm giống như là mình bị ốm rồi đó. Thì buổi tối thì có cái bè nhỏ xuồng đón từ cái nhà tranh chạy ra đó. Rồi sau là lên thuyền, cứ vậy là đi thôi. Đi mấy ngày trên biển anh Dũng? Đi ba ngày trên biển, nhưng mà thật sự mà nói thì so với những người khác thì nó không là cái gì cả. Nhưng mà đối với tôi thì đó là một cái kinh nghiệm có thể nói là làm cho con người mình thay đổi hẳn, từ một đứa bé biến thành một người khác. Và tại vì có cái lúc cái tàu ban đêm vào ngày thứ ba, lúc đó thực phẩm nó cũng hết rồi. Và sức rồi lúc đó rồi cũng mệt rồi. Tôi nhớ ông anh tôi đi cùng với một ông anh. Thì ông anh mới lấy dây, ông cột cái tay mình vô trong thuyền đó. Tại vì ông sợ nhiều khi ban đêm ngủ cũng rớt xuống ngoài thuyền, mà mình thì lúc đó cũng mệt quá rồi, đói quá rồi, nghĩ không hiểu tại sao đêm đó tự nhiên sóng dữ mà trời mây đen đủ thứ hết. Rồi tôi cảm thấy có lẽ là mình sắp chết rồi, mình thấy trời đất quay cuồng, mình nghĩ không hiểu tại sao mình lại có cái ý nghĩ như vậy. Rồi sóng biển kêu, rồi tôi lại nghĩ là thôi như vậy là cả nhà mình xong. Và cái ý nghĩ cuối cùng của tôi là mình sống như vậy đó, mình chẳng có làm cái gì tội lỗi cả, thì chắc là mình chết mình lên thiên đàng. Đó là cái ý nghĩ và tôi nghĩ là cuối cùng, tức là nhưng mà cái đó thì không quan trọng, bởi vì mình chỉ là một đứa bé thôi, nhưng mà cái đó rõ ràng là mình chấp nhận cái sự chết, mà mình chấp nhận
nhẹ nhàng vào cái lúc đó. Nhưng không mà bao giờ quên. Anh Dũng có một cái đời sống tín ngưỡng tâm linh tuyệt đối nơi đức tin của mình mà. Không, cái đó thì lúc đó, lúc không chưa có. Không, không, tôi thật sự thì đức tin thì ít khi tôi suy nghĩ đến chuyện đó lắm. Tôi suy nghĩ nhiều về cái chuyện cá tính của con người nhiều hơn. À. Bây giờ cũng vậy và lúc đó cũng vậy. Tín ngưỡng là cái điều ít khi, rất là ít khi tôi tìm hiểu. Tôi kính trọng người khác, tôi có rất là nhiều bạn bè cả bên Phật lẫn như bên Thiên Chúa, nhưng mà thật ra thì tôi thích cái đạo nho học của mình hơn. À. Tôi muốn coi những cái gì người ta nằm trong cái cuộc đời này. Tức là nghĩa là khi mà mình làm những việc tốt đẹp thì mình chết sẽ được lên thiên đàng. Cái đó thì tôi chỉ nghĩ lúc đó là 12 tuổi là mình nghĩ như vậy, chứ không hề có tín ngưỡng là bởi vì nghĩ đến Phật Chúa hay là mình sẽ về cõi siêu sinh khác hay không. Không hề có. Nhưng mà cái việc mà thoát khỏi chế độ cộng sản cũng là một cái kinh nghiệm khác nữa, tại vì tôi chỉ nhớ là khi mà cái tàu nó đi ra ngoài biển, tôi chỉ cái tàu nó vừa đi ra ngoài biển là tôi cảm thấy giống như là mình như là cánh chim mình bị thoát ra, mà mình nghĩ mình mặc chỉ dù là, còn rất nhỏ, mặc dù là còn rất nhỏ, mà mặc dù là biết mình có thể chết. Và tại vì những cái chi tiết mà tôi nghĩ là chỉ có những người mà ở lại năm 75 thì mới biết được. Ngay cả trong cái khung cảnh học đường mà tôi là người không có hề bị bất cứ một cái thứ gì gọi là đầy ải. Nếu mà so với những người khác, những chẳng hạn như là so với lại những bậc cha anh mình đi phải hơi cải tạo hay là cái gì, thì cái chuyện của mình nó không là một cái gì cả. Mà tôi còn cảm thấy như vậy. Thì qua cái đó. Và khi mà đến được bến bờ tự do như vậy đó là anh Dũng tới được đảo nào? Tôi qua bên Mã Lai thì ghé vô đảo Polo Tanga. À, Polo Tanga. Dạ. Lúc đó là đảo chưa có đông người lắm. Tôi là một trong những người mà họ gọi là chúa đảo. Dạ. Mình lên thì lên là lúc đảo đang đông. Và lúc đi thì kể như là lúc đó nó sẽ đóng chạy. Ở đó ở 18 tháng, tức là gần 2 năm. Mà lại hồi đó thì cũng buồn là tại vì nó còn tính chuyển sang Phi nữa. Mà mình nghĩ là sang Phi thì hình như hồi đó cái chương trình ở Phi là họ nói là mình phải ở đó mình học 5 năm học tiếng Anh trước khi vào Mỹ. Họ đồn với nhau như vậy. Mà mình là một con người tị nạn thì thật ra mình lúc nào mình chỉ muốn đi cho mau thôi. Thì mình nghe vậy mấy cái tháng cuối thì buồn lắm. Rồi nghĩ là mình đã ở đây 18 tháng rồi, bây giờ lại qua kia ở 5 năm nữa. Thì nó, nhưng mà nó chỉ là cái khoảng thời gian mong đợi mà những cái chuyện mình nghĩ là mình có thể làm thì nó kéo dài ra thôi, chứ còn bảo là khốn khổ thì không. Rồi sau đó là anh đi định cư tại Mỹ năm mấy anh Dũng? Tôi sang Mỹ là năm hình như là tháng 10 năm 80. Thì ở trên Connecticut đi học hơi ở lâu đó. Bên đảo hơi lâu ạ. Dạ, 18 tháng. Dạ. Tức là khi mà đến Connecticut rồi thì anh Dũng bắt đầu đi học trung học. Đúng rồi. Tôi được cái may là cái khi mà cái thời gian ở đảo thì tôi đã chú ý đến tiếng Anh rồi. Tại vì tôi nghĩ là cái chuyện hồi đó Việt Nam mình hay có những cái người Tàu, người Hoa học cùng lớp á. Rồi mấy đứa bạn lúc đó mình chưa có ấy, mình hay chọc mấy thằng ba Tàu nên họ nói cái giọng không có được như giọng người Việt mình, mình khinh thường đủ thứ hết. Thì tôi chỉ nghĩ thầm là mình mà qua một cái xứ người khác, mình không thể để ai khinh mình như là mình đã khinh những cái người kia được. Mặc dù mình biết cái điều đó là thành ra phải tìm mọi cách để mà cái giấc mơ của tôi lúc nào cũng là nói tiếng Mỹ như người Mỹ. Lúc đó tôi đã nghĩ là như vậy rồi, cho nên tôi hết sức học tiếng Anh ở trong trại tị nạn. Nhưng mấy đứa bé bằng tuổi khác thì nó đi chơi đi gì này nó có thứ, nhưng mà mình thật sự mình muốn học. Và tôi nghĩ là 2 năm đó là 2 cái năm nó cũng là một cái bước để chuyển tôi thành một cái người khác, là bởi vì 2 năm học Anh văn. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ Sắc Hoa Màu Nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042, mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301-529-5603, Bích Duyên 703-599-6043.